Khi mà chúng ta trao đổi về tech thì chúng ta có nói về cái công cụ này. Và khi tôi và các bạn gõ ra thì có thể là chúng ta lại thấy những cái hiển thị nó hơi khác nhau một tí. Đây, cái chữ mà tôi gõ ra trên máy của tôi nó đang có màu xanh nhạt nhạt như thế này. Máy của các bạn thì có thể là màu khác, có thể là màu đỏ, chữ màu đỏ trên nền trắng, hoặc là ngược lại là nền xung quanh là đỏ ở giữa là trắng trắng. Cái này thì nó lý do tại sao mà chúng ta lại gõ ra khác nhau, thì tôi lại phải giải thích thêm một cái khái niệm như thế này. Chúng ta đã làm việc với lại các công cụ tạo vùng chọn rồi, chúng ta cũng làm việc với path rồi đấy, nhưng mà còn một phương pháp nữa để mà tạo hoặc là chỉnh các cái vùng chọn thì mặc dù nó tương đối cổ rồi và bây giờ có vẻ như rất ít người sờ đến, nhưng tôi cũng giới thiệu thêm một tí. Đó là cái chế độ Quick Max. Chế độ Quick Max ở trong Photoshop nó là thế nào? Đây, chế độ Quick Max thì chẳng hạn như là thôi, tốt nhất là mở một cái ảnh ra đi để chúng ta nhìn ở trong đó cho nó dễ. Ví dụ đây là bức ảnh. Bây giờ tôi muốn chọn cái cộng này thì tôi có thể là chọn bằng nhiều cách khác nhau như chúng ta đã từng biết. Nhưng cũng có một cách nữa là chúng ta có thể là sử dụng Quick Max như thế này. Hãy tạo ra một cái vùng chọn đi. Đó. Và bây giờ nếu như mà tôi nhấn phím Q ở trên bàn phím, các bạn sẽ thấy gì? Một vùng màu xanh như thế này. Đó. Đây chính là chế độ Quick Max. Tôi sẽ xử lý tiếp như thế nào? Tôi dùng bút. Vẽ. Bút vẽ lên đâu? Bây giờ tôi nhấn Q một lần thì các bạn sẽ thấy là tôi vẽ lên đâu thì cái vùng chọn nó sẽ tương ứng với vùng tôi vẽ. Thế thì bây giờ chúng ta xem lại một chút cái cơ cấu hoạt động của nó là thế nào. Để ý xuống dưới, bên dưới của cái hộp màu ở đây, các bạn sẽ thấy một cái chế độ gọi là Edit in Quick Max Mode. Đấy, cái bấm vào cái nút này hay là bấm phím Q, hai cái là tương đương nhau. Đấy, ấn Q rồi ấn Q lần nữa, hoặc bấm cái này rồi lại bấm cái này một lần nữa thì nó sẽ hoán đổi qua lại giữa hai chế độ bình thường và Quick Max Mode. Thế còn bây giờ tôi lại nói thêm, đó là nếu chúng ta nhấp nút vào cái này thì sao? Nhấp nút thì nó sẽ ra một cái bảng gọi là Quick Max Option. Ở đây nó sẽ cho các bạn mấy cái lựa chọn như thế này. Một là Max A, hai là Selected A. Các bạn đang ở chế độ này, máy của bạn đang ở chế độ Max A. Đây, thì các bạn sẽ nhìn lại nó sẽ giống như này. Cái vùng nào được chọn là cái vùng được nhìn thấy một cách bình thường, còn vùng nào không được chọn sẽ là vùng phủ cái màu nhẹ nhẹ như thế này. Đấy. Thế còn nếu như bây giờ tôi lại chọn lại là Select được A thì cái vùng nào mà tôi chọn nó sẽ có màu, còn vùng nào không chọn là không có màu. Nên là đảo ngược lại hai cái giống như là Inverse Selection đấy, đảo ngược vùng chọn đấy. Đấy thì nó cũng sẽ có hai chế độ hiển thị đảo ngược nhau. Thế còn gốc của nó thực ra nó là cái gì? Gốc của nó thực ra không phải là xanh thế này đâu mà nó là đỏ. Và đây, nếu tôi ấn Quick Max Mode nó sẽ ra thế này. Thế còn tại sao máy tôi lại có màu xanh? Tại vì là khi mà chúng ta để màu đỏ ấy, mà chúng ta lại đang làm ở trên một khu vực nào nó cũng có màu đỏ thì chúng ta không nhìn được. Hôm trước là tôi có làm lên một khu vực màu đỏ. Khi mà tôi giảng bài, tôi lại lấy một cái ảnh mà có khu vực màu đỏ để tôi chọn. Thế do đó thì tôi lại phải hướng dẫn mọi người là thay đổi cái sắc đi để cho nó dễ nhìn. Đấy. Ví dụ nếu mà tôi sử dụng cái bài này để tôi giới thiệu. Đây, chúng ta xem lấy cái bài như thế này đi. Đây, ví dụ cái bài này chẳng hạn. Đúng không? Tôi lại đi chọn cái mỏ của con vịt này, khi mà tôi dùng Quick Max này mà tôi vẽ thì các bạn sẽ thấy là màu đỏ lên trên cái màu đỏ này thì rất khó để nhận ra là tôi vẽ lên đâu. Do đó thì các bạn có quyền là gì đây? Nhấp đúp vào cái này và các bạn chuyển sang một màu khác để cho nó dễ nhìn hơn. Khi tôi tô màu xanh lên trên khu vực đỏ này thì tôi biết ngay là tôi đến đâu. Đấy, thì về mặt nguyên tắc gốc thì cái Quick Max này nó cho phép là làm việc là tô hoặc là chọn trên một cái nền đỏ và có cái độ trong của opacity 50% này để phủ mờ mờ lên để cho chúng ta biết là vẽ đâu. Đấy. Thế nhưng mà
Do là nếu đôi khi chúng ta làm vải cái màu mà nó trùng với cái màu được chọn là màu đỏ này thì chúng ta sẽ chuyển sang màu khác. Thế còn quy mắc này nó làm việc như thế nào? Đây, các bạn quan sát. Tôi vẽ đến đâu thì nó tương ứng với vùng chọn đến đó. Nếu mà tôi bị tô lem ra ngoài thì sao? Thì tôi có quyền dùng tẩy để tẩy các vùng lem này đi. Đấy, bây giờ xem lại. Đây này, vấn đề là nó chỉ hoạt động ở trên trên chế độ quick mask thôi nhá. Đây nhìn lại này, tạo ra bằng bút đúng không? Đây, tạo ra bằng bút. Đây, bấm lại với quick mask này, thấy vùng chọn to ra theo đúng cái vết vẽ không? Đúng không? Hoặc là nhấn Q cũng thế. Đấy. Thế bây giờ chỗ này là lem ra rồi thì tôi sẽ dùng tẩy để tôi tẩy cái phần mà quá đà đi. Tẩy đến đâu thì cái vùng chọn này thì nó sẽ rút lại đến đó. Đấy. Thì trước đây khi mà chưa có nhiều công cụ và phương pháp hỗ trợ tốt thì người ta sẽ dùng cái quick mask này để mà tinh chỉnh. Tại vì sao? Tại vì cái này là vô tư. Bị quá đà ra ngoài thì tẩy đi, đúng không? Bị lõm vào thì lại tô thêm. Đấy thì đây là một cách có thể giúp cho chúng ta tẩn mẩn chấm sửa từng tí một để cho có một cái vùng chọn nó hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã sau này chúng ta đã có những sự hỗ trợ tốt hơn, ví dụ như là cái chế độ mà hôm trước mà chúng ta nói ấy, là dùng cái gì nhỉ? Dùng cái Refinish này hoặc là dùng pen để mà chúng ta vẽ đấy thì chúng ta có thể là tạm thời chúng ta có thể nói là quên cái chế độ quick mask này đi cũng được. Đấy, nhưng mà vì khi mà tôi nói đến các bạn là sử dụng cái này đấy thì lại mỗi máy một kiểu, cho nên tôi phải giải thích là tại sao nó lại có màu khác nhau, tại sao nó lại có cái hiển thị khác nhau. Đấy. Còn quick mask cho đến bây giờ nó vẫn tồn tại, cho nên các bạn vẫn có quyền dùng nó. Đấy, nếu mà các bạn mà thích làm tỉ mẩn thì tôi bổ sung thêm cho các bạn một chút kiến thức về cái phần quick mask này.